Năm nay đại diện là đơn vị tư vấn và thiết kế của đường Hoa Nguyễn Huệ thì chúng tôi cũng cố gắng muốn đưa một cái nét mới vào, đó chính là việc trồng và tạo hình những cái mô hình bằng việc đắp cây và ươm trồng trực tiếp tự nhiên lên. Bởi vì thực ra thì trên đường hoa chúng ta thì dù sao chúng ta cũng rất là mong muốn mang đến một cái vẻ tự nhiên và tươi mát cho lễ hội hoa năm nay. Thì năm nay đơn vị thiết kế cũng mạnh dạn là đề xuất một cái những cái tạo hình này với việc phối hợp hoa trồng trực tiếp trên mô hình. Bởi vì dù sao thì việc xếp chậu thì nó linh hoạt và triển khai rất là dễ với việc trang trí cây xanh đô thị, nhưng mà tạo hình này thì nó đưa nâng tầm của cái đường hoa chúng ta như một cái lễ hội hoa lớn, xứng đáng như là những lễ hội hoa trên thế giới như là Hồng Kông Festival Flower hoặc là như Chelsea Festival Flower. Ở trên đường hoa thì các chú chó linh vật là được lựa chọn là chó Phú Quốc. Thì chó Phú Quốc này là một trong tứ đại danh khuyển của Việt Nam, và đi theo đàn hai bên. Một bên thì là gia đình đầm ấm và sum họp với chú chó mẹ, chó bố và các chú chó con. Một bên thì là một đàn chó trẻ trung, khỏe mạnh, vươn mình lên trên một mỏm đá lớn để đi kiếm ăn. Đây là một chú chó tạo hình điểm nhấn cho chương 2, một chương mà nói về thành phố và những cái nhịp sống năng động và chuyển mình nhất. Chú chó này đã được đặt ở đầu chương 2. Và ở đây thấy là phối hợp rất nhiều kiểu. Nhưng ở đây thì sắp chậu, ở đây thì đắp đất thì cái tỷ lệ này nó nhỏ. Chậu vào thì nó sẽ hở khe, nó sẽ không fit được hình. Cũng như là các bả vai thì những cái tạo hình ở đây là phần trồng trực tiếp, nó tạo ra những đường nét đây được. Nó không giống như mốt xốp thì là các gò sơn là nhìn rõ được các phần rồi, thì ở đây thì là phải cái phần để trồng đất và để trồng trọng, trên kia là tai và đầu, phải làm tạo hình rất là kỹ để nó có thể nhìn được chi tiết là ra hình.